Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Nguy cơ cho VinGroup khi VinFast liên tục thua lỗ. Ngày 12 tháng 4, VOA tiếng Việt cho hay VinFast gặp nhiều khó khăn làm tăng rủi ro cho tập đoàn VinGroup. VOA dẫn một hãng tin quốc tế lớn cho hay khi tập đoàn lớn nhất Việt Nam VinGroup dồn sức cho hoạt động kinh doanh xe điện với các kế hoạch mở rộng toàn cầu đầy tham vọng, tập đoàn này phải đối mặt với rủi ro tài chính ngày càng tăng từ công ty con VinFast Auto bị thua lỗ. Hình ảnh bản tin trên VOA. Theo phân tích của hãng tin này, về báo cáo với Sở Giao dịch Chứng khoán gần đây và thông tin do công ty cung cấp cho thấy sự tăng trưởng của VinFast phụ thuộc vào doanh số bán hàng cho các công ty liên kết và điều này dự kiến sẽ tiếp tục trong năm nay. Trong lúc hãng này gặp khó khăn trong việc thu hút người mua xe riêng lẻ và đối mặt với nhu cầu xe điện toàn cầu đang suy yếu. VOA cho biết những phát hiện này cũng cho thấy những rủi ro đối với tập đoàn mẹ là VinGroup khi VinFast thua lỗ tổng cộng 5,7 tỷ USD trong 3 năm qua. Giá cổ phiếu VinFast giảm 38% kể từ khi niêm yết tại Mỹ vào tháng 8 năm 2023 và chi phí đi vay cũng tăng lên. VOA dẫn hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào cuối tháng 3. Theo đó, VinFast nhận được khoản bơm vốn 11,4 tỷ USD từ tập đoàn VinGroup, từ các công ty liên kết và từ nhà sáng lập tập đoàn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong giai đoạn từ khi VinFast được thành lập vào năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, hình ảnh mẫu xe VF8 của VinFast thất bại trong việc thâm nhập thị trường Hoa Kỳ. Theo VOA, tháng trước VinGroup công bố bán cổ phần và tài sản trị giá 1,6 tỷ USD tại đơn vị bán lẻ Vincom Retail, một trong những nguồn chính mang lại lợi nhuận bên cạnh công ty con Vinhome chuyên về bất động sản. Vinhome vẫn có lãi nhưng đang phải đối mặt với thị trường bất động sản đầy thách thức. VinGroup nói với hãng tin quốc tế rằng một phần số tiền thu được sẽ được chuyển cho VinFast, đơn vị mà tập đoàn cho rằng có tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Vẫn theo VOA, do gặp khó khăn trong việc thâm nhập ngay tại thị trường trong nước, 82% trong tổng doanh thu 1,1 tỷ USD của VinFast năm ngoái là nhờ bán xe cho chính các công ty thuộc tập đoàn VinGroup hoặc thuộc sở hữu của ông Vượng, người cũng là giám đốc điều hành của VinFast, và kiểm soát gần 98% cổ phiếu niêm yết trên Nasdaq của nhà sản xuất xe điện. Hãng tin quốc tế này cũng cho biết gần như toàn bộ doanh số bán lẻ của VinFast tại Việt Nam được hỗ trợ bởi các khoản khuyến mại khổng lồ, được đưa ra thông qua chiến dịch tiếp thị chung với VinCity. Mức độ phụ thuộc của VinFast vào các công ty trong VinGroup về bán hàng và tài chính chưa được báo cáo trước đây. Công ty Taxi Sun SM, một công ty con của VinGroup và là khách mua xe chính của VinFast. Hoạt động khuyến mại mạnh tay cho thấy rõ áp lực bán hàng mà VinFast đang phải đối mặt khi các dòng sản phẩm từ xe thể thao đa dụng VF8 cho đến crossover VF5 vẫn chưa thể thu hút được sự quan tâm đáng kể từ người mua hàng riêng lẻ, khiến tỷ lệ sản xuất ở mức độ không có lãi. VOA cũng cho biết VinFast chỉ bán được 35.000 chiếc xe điện vào năm ngoái, thấp hơn mục tiêu 50.000 chiếc, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng công suất chế tạo 300.000 xe tại nhà máy ở Hải Phòng. Năm nay, VinFast đặt mục tiêu bán 100.000 chiếc xe khi hãng mở rộng trên toàn cầu. Mục tiêu tăng gần gấp 3 lần doanh số bán xe trong năm nay của VinFast giờ đây có vẻ khó khăn hơn do nhu cầu xe điện toàn cầu suy yếu mạnh, có thể buộc hãng này phải tìm kiếm thêm hỗ trợ tài chính từ tập đoàn. Bên cạnh đó, VOA cho biết thêm, cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này đã giảm 97% kể từ mức đỉnh ngay sau khi ra mắt, khi vốn hóa thị trường của họ vượt qua nhà sản xuất ô tô truyền thống Ford của Hoa Kỳ. VinFast hiện có giá trị 9,2 tỷ USD. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nguy cơ cho VinGroup khi VinFast liên tục thua lỗ. Sự khẩn thiết của Việt Nam trong việc vận động Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường. Ngày 8 tháng 4, VOA tiếng Việt có bài Việt Nam ráo riết vận động Mỹ để được công nhận nền kinh tế thị trường. Vì sao? VOA cho hay, từ chủ tịch nước cho đến người đứng đầu ngành công an, các lãnh đạo hàng đầu nhà nước Việt Nam đều đưa ra lời kêu gọi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường khi gặp các quan chức Mỹ hay khi tham gia các sự kiện trên đất Hoa Kỳ, trong một nỗ lực nào đó cho thấy sự khẩn thiết của Hà Nội để có được sự công nhận của Washington.
Theo VOA, Việt Nam nằm trong danh sách 12 quốc gia bị Mỹ xác định là nền kinh tế phi thị trường, vốn được xem là các nước độc quyền hoặc gần như độc quyền về thương mại. Trung Quốc và Nga cũng nằm trong danh sách này của Washington vì có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Ngay trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội hồi tháng 9 năm 2023, Việt Nam đã nộp đơn lên Bộ Thương mại Mỹ để yêu cầu đánh giá lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường và chính quyền Biden đã đồng ý xem xét lại. Đề nghị để Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam cũng được nêu trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn nhận định của giáo sư Zachary Abuja thuộc Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng nhận được quy chế kinh tế thị trường là ưu tiên ngoại giao cao nhất của lãnh đạo Việt Nam trong năm nay, đặc biệt là sau khi nâng cấp hai bậc trong quan hệ ngoại giao với Mỹ vào mùa thu năm ngoái. Vẫn theo VOA, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam với tổng kim ngạch năm 2023 hơn 125 tỷ USD. Mỹ cũng khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam, trong đó chủ yếu là điều tra chống bán phá giá. VOA dẫn lời bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Công nghệ và Thương mại Việt Nam VCCI, cho biết nếu được công nhận khi đối mặt với các vụ kiện chống trợ cấp, chống bán phá giá, doanh nghiệp Việt sẽ không phải chịu cách tính toán bất lợi. VOA dẫn lời giáo sư Abuja, tác giả cuốn sách Đổi mới chính trị ở Việt Nam đương đại, nói: Ngoài những lời kêu gọi của Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam còn thuê cả một công ty vận động hành lang ở Washington DC để giúp giành được sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ. VOA cũng cho biết một điều tra của nhà báo Craig Rushford hồi năm 2017 cho thấy Chính phủ Hà Nội bỏ ra triệu đô la để vận động các chính sách có lợi cho Việt Nam, từ vấn đề Biển Đông cho đến nhân quyền. Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn. VOA tiếp tục cho hay, cả giáo sư Abuja và nhà nghiên cứu Hilbert đều cho rằng Việt Nam muốn vận động mạnh mẽ với chính quyền Biden trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra, mà có thể có sự thay đổi về người đứng đầu Nhà Trắng. Ông Trump đã khởi động một cuộc điều tra đối với việc phá giá của Việt Nam ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông ấy cũng có thể làm như vậy một lần nữa, ông Hilbert nói. Nhưng VOA cũng cho hay cuộc vận động của Việt Nam đang vấp phải những phản đối từ trong nước Mỹ. Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho Việt Nam sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Theo giáo sư Abuja, Mỹ không thể trông cậy vào Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc vì nước này không có tư cách nền kinh tế thị trường. Ông cho rằng Việt Nam trước đây đã thao túng tiền tệ và khu vực nhà nước vẫn nhận được quá nhiều sự trợ cấp và bảo hộ. Mặt khác, VOA dẫn lời luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường là công cụ cuối cùng của Mỹ để gây áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong vấn đề cải thiện các điều kiện nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam. VOA cũng dẫn báo cáo của vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ về tình trạng kinh tế phi thị trường của Việt Nam đưa ra hôm 4 tháng 3, khuyến nghị Quốc hội Mỹ xem xét thành tích nhân quyền của Việt Nam mà một số nhà quan sát cho là yếu kém và đang xấu đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Sự khẩn thiết của Việt Nam trong việc vận động Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.